trước đó, khoảng 1 giờ 10 ngày 29 tháng 9 anh Phạm Minh Đức 1991 ở Hà Đông, bên trên đường đi làm tinh chỉnh xe ô tô Camry băng kiểm soát 30E2916 đang dừng đèn đỏ tại ngã tư xã đàn Phạm Ngọc Thạc thì taxi Ban kiểm soát 30A53.342 của hãng taxi Thanh Nga đi từ sau đến bấm còi yên ới. Lúc đó tín hiệu đèn chưa chuyển hẳn sang xanh nên anh Đức không hề dịch chuyển dù đường rất vắng vẻ. thấy vậy, lái xe taxi thanh nga hoàng trắng lách dược lên ngang xe anh Đức anh Hạ Kính xuống chửi. Chưa dừng lại ở đó, lái xe chặn xe chéo đầu xe anh Đức xuống xe rút côn ba khúc giò đánh đập, thách thức gọi công an. Anh Đức ngồi bên trên xe quay liếc diễn biến vụ việc, thấy vậy lái xe liên tục công bố, bố đốt xe mày cứ ngồi đấy đi. Sau lời công bố này, lái xe đổ chất dung dịch lỏng như cồn lên kính lái bên trái xe anh Đức cũng anh đâu lúc này, đèn giao thông chuyển hẳn sang tín hiệu màu xanh nên anh Đức mới có cơ hội thoát khỏi sự hung hăng của lái xe taxi Thanh Nga. Về việc này, anh Đức cho biết thêm đã thông báo vụ việc cho thanh tra hãng taxi nhưng chưa thấy hồi âm. Chiều 7 tháng 10, anh Đức thông báo sau gần một tuần trốn không gặp, đại diện thay mặt hãng Thanh Nga đã chủ động liên hệ anh thông báo lái xe côn đồ đã bỏ về quê nhiều ngày.